An Sĩ Toàn Thư, giảng rộng bài văn âm chất, quyển hạ, tác giả Chu An Sĩ. In ấn kinh sách, giảng rộng. Cho dù sẵn có món ngon vật lạ, nếu không nếm vào cũng không thể biết được vị ngon. Cho dù sẵn có đạo lý nhiệm màu, nếu không học hỏi tu tập cũng không thể biết được chỗ di diệu uyên áo. Trong cuộc đời này, thân người là điều mong manh dễ mất nhất. Đức Phật dạy: mạng người còn mất chỉ trong hơi thở. Người đời thường không lưu tâm, đến khi cái chết cận kề mới sinh lòng hối tiếc. Thậm chí thở ra không hẹn lúc thở vào, làm sao có thể lơ là chỉnh mãn? Lúc còn tu tập được lại không gắng sức tu. Mà Phật Pháp là điều khó được nghe biết đến nhất. Trong kinh điển thường dùng ví dụ con rùa mù để nói đến sự khó khăn của người gặp được Pháp Phật. Ví như trong biển cả có con rùa mù, cứ 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Lại có một thân cây bọng trôi đi qua lại trong biển ấy, cứ 100 năm mới trôi ngang chỗ con rùa mù một lần. Cơ hội của mỗi chúng ta được làm người và được nghe, biết, tin nhận Phật Pháp cũng khó khăn như con rùa kia có thể gặp được thân cây bọng để chui vào. Nếu như Đức Như Lai không xuất thế độ sinh, rộng truyền Phật Pháp, ắt hẳn cả hai cõi trời người vẫn còn mãi mãi chìm trong đêm dài vô minh tâm tối. Chẳng riêng gì những người thô thiển, kiến thức hẹp hòi, đến như các nhà nho học rộng nghe nhiều thì chỗ thấy biết cũng còn giới hạn, không thể sánh với Phật Pháp. Như ngẩng đầu quan sát trời cao, người đời thường nghĩ chỉ có một thế giới này với mặt trời mặt trăng, mà không biết rằng còn có vô số cõi thế giới khác nữa. Hoặc như cho rằng con người đầu tiên được sinh ra từ thời bàn cổ, nhưng thật không biết là trong vô số kiếp từ trước đến nay, mỗi chúng ta đều đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống. Hoặc cho rằng các vị thiên đế, thiên tiên là những bậc cao quý nhất, không ai sánh bằng. Nhưng thật không biết rằng họ cũng chỉ là phàm phu chưa thoát khỏi luân hồi trong sáu nẻo. Sáu nẻo hay sáu đường hay lục đạo chỉ cho sáu cảnh giới mà tất cả chúng sinh do nghiệp lực nên đều phải lưu chuyển trong đó. Sáu nẻo bao gồm cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sanh. Hoặc như cho rằng sau khi chết thì thân thể hư hoại, hồn phách tiêu tán. Nhưng thật không biết rằng mỗi chúng ta đều sẵn có một điểm linh quang. Dù trải qua bao nhiêu kiếp sống cũng chưa từng mất đi sự sáng suốt, làm sao có thể hoại diệt? Lại như cho rằng cha mẹ hoặc người thân khi đã qua đời thì không còn làm gì được nữa, nhưng không biết rằng một khi học được Pháp Phật di diệu này rồi thì dù có trải qua muôn ngàn kiếp sống cũng đều tự biết cách tu tập, thường gieo nhân lành gặt quả tốt. Hoặc như khi thấy người hiền lương gặp điều trắc trở, kẻ xấu ác được như ý muốn, liền cho rằng lẽ trời chẳng đáng tin theo. Nhưng thật không biết rằng hết thảy đều do nghiệp nhân từ đời trước chiêu cảm, dù mảy may cũng không sai lệch. Thật vĩ đại thay,
Kinh điển của Như Lai quả thật là con thuyền từ bi đưa muôn người vượt qua bể khổ, là ngọn đuốc quý báu trên con đường tối tăm u ám, là bầu sữa mẹ lúc sơ sinh, là lúa gạo trong năm mất mùa đói kém. Vì thế, khi Tôn giả A Nan kết tập kinh điển, Phạm Dương, Đế Thích đều cầm lọng che hầu. Bốn vị đại thiên dương đích thân quỳ nâng bốn chân tòa bảo. Sách vở của thế gian thật không thể đem ra so sánh, dù chỉ trong muôn một. Cho nên, việc in ấn lưu hành kinh sách quả thật là điều không thể không làm. Đức Thế Tôn trước khi thành đạo, trong vô số kiếp đã vì cầu Phật Pháp mà sẵn sàng xả bỏ thân mạng. Có lúc chỉ cầu một câu kinh, một bài kệ mà bỏ cả ngôi vua hoặc xa lìa vợ con, không việc gì không làm. Cho nên pháp môn của chư Phật như cam lộ quý báu, không phải lúc nào cũng sẵn có trong đời. Người đời không hiểu sự quý báu như thế, thường xem nhẹ kinh Phật, đâu biết rằng đến dài 3.000 năm sau nữa, dù muốn cầu được một câu một chữ trong kinh điển cũng không thể được. Trong kinh Pháp Diệt Tận, tên đầy đủ là Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 12, kinh số 396, mất tên người dịch. Ở đây chỉ trích ý kinh, không phải nguyên văn. Có dạy rằng, khi chánh pháp sắp mất đi, màu áo cà sa của tỳ kheo còn tự nhiên quá trắng, huống hồ ba tạng. Ba tạng tức tam tạng, chỉ kinh tạng, những kinh điển do Phật hoặc đệ tử Phật thuyết dạy. Luật tạng, những giới luật do Đức Phật chế định. Và luận tạng, những luận giảng do Đức Phật, chư vị tổ sư, luận sư giảng rộng các vấn đề được đề cập trong kinh điển. Kinh văn giáo điển, kinh Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kinh Di Đà sẽ mất sau cùng, chú giải của soạn giả. Rồi từ khi chánh pháp mất đi, phải trải qua hơn 8.806.000 năm. Phần trước hơn 8.406.000 năm là thuộc tiểu kiếp thứ 9. Phần sau 400.000 năm thuộc tiểu kiếp thứ 10. Chú giải của soạn giả. Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đầu xuất hạ sanh, thế gian mới lại có Phật. Đức Phật Di Lặc là vị Phật thứ 5 trong kiếp hiền. Chú giải của soạn giả. Bốn tiểu kiếp từ thứ 11 đến thứ 14 đều không có Phật. Tuổi thọ con người một lần tăng một lần giảm là một tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp có 16.800.000 năm. Chú giải của soạn giả. Đến tiểu kiếp thứ 15, sau khi Đức Phật Sư Tử xuất thế, lại có các vị Phật nối nhau thành đạo, gồm cả thể 993 vị, có thể xem là giai đoạn Phật Pháp hưng thịnh nhất. Nhưng rồi bốn tiểu kiếp từ thứ 16 đến thứ 19 lại không có Phật. Mãi đến tiểu kiếp thứ 20, sau khi Đức Phật Lâu Chí xuất thế, tức Bồ Tát Vi Đà, chú giải của soạn giả. Vừa đủ số 1.000 vị Phật thì thế giới Ta Bà này cũng hoại diệt mất. Từ đó lại trải qua 60 tiểu kiếp, bao gồm 20 tiểu kiếp của giai đoạn thế giới Ta Bà này hoại diệt, 20 tiểu kiếp của giai đoạn thế giới rộng không, và 20 tiểu kiếp của giai đoạn hình thành thế giới tương lai thuộc kiếp tinh tú. Chú giải của soạn giả. Như vậy là trọn vẹn 4 giai đoạn của mỗi một thế giới, gồm thành, trụ, hoại và không. Mỗi giai đoạn là 20 tiểu kiếp. Thế giới Ta Bà của chúng ta hiện đang trong giai đoạn trụ, nên tiếp tới sẽ là các giai đoạn hoại và không. Sau đó mới đến giai đoạn hình thành một thế giới mới, cũng kéo dài 20 tiểu kiếp. Rồi mới có Đức Phật Nhật Quang ra đời. Đức Phật này là vị Phật đầu tiên của kiếp tinh tú. Chú giải của soạn giả. Phật Pháp thật khó gặp như thế,
Nay ta may mắn sinh ra vào thời gian còn có pháp Phật lưu truyền, lẽ nào lại như người vào núi châu báu mà trở về Tây không? Ý nói gặp được pháp Phật mà không khởi lòng tin sâu tu tập, nên không được hưởng lợi lạc từ pháp Phật. Chẳng khác nào kẻ đã vào được núi châu báu lại trở về Tây không, chẳng thu nhặt được gì. Người ở châu Bắc Câu Lô tuổi thọ trung bình đến hơn 1000 tuổi. Nghĩ tưởng đến y phục liền tự nhiên có được y phục. Nghĩ tưởng đến thức ăn liền tự nhiên có được thức ăn. Mắt không thấy cảnh đau buồn, tai không nghe tiếng tranh đoạt. So với các đời Đường, Ngu, Tam Đại, tức chỉ 3 đời, nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu trong lịch sử Trung Hoa, thật dược hơn đến 100.000 lần. Theo như thế tục mà nói thì đời sống nơi ấy quả là hưng thịnh phi thường, nhưng theo Phật Pháp lại xếp vào 1 trong 8 nạn. 8 nạn tức 8 nạn, chỉ 8 hoàn cảnh khiến cho chúng sinh rất khó tu tập Phật Pháp, bao gồm 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. Sinh vào châu Bắc Câu Lô, tức châu Úc Đan Việt, 5. Sinh lên cõi trời Trường Thọ, 6. Sinh làm người đuôi mù câm điếc, 7. Sinh làm người thế trí biện thông, và 8. Sinh ra trước hoặc sau khi Phật xuất thế. Vì người cõi ý chỉ hưởng phước si mê, do đời trước chỉ làm việc phước đức một cách si mê, thiếu trí tuệ. Chú giải của soạn giả: không tin Tam Bảo, không biết đến giáo pháp xuất thế, Bồ Tát Vi Đà không cảm hóa được người ở châu này, nên chỉ thấy nói đến 3 châu cảm ứng. Chú giải của soạn giả: 3 châu bao gồm Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu. Pháp Phật quý báo như thế, nên khi tôi đọc đến câu buộc tăng hoàng tục đốt hết kinh Phật của Hàn Vũ, câu này nằm trong một bài biểu văn bài xích Phật giáo của Hàn Vũ, tức là bài Nguyên Đạo. Trong đó ông hết lời bài bác đạo Phật và kiến nghị triều đình bắt tất cả tăng ni phải hoàng tục, đốt hết tất cả kinh Phật và phá hủy tất cả chùa chiền tự viện. Thật không sao kiềm chế được lòng thương xót cho kẻ si mê ấy. Dưới đây phụ đến biểu đồ pháp giới theo như được trình bày trong kinh Phật. Biểu đồ pháp giới duy tâm, 4 bậc thánh, 6 cõi phàm đều do tâm tạo. 4 bậc thánh là chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. 6 cõi phàm là các cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Phật là bậc thầy dẫn dắt 3 cõi. 3 cõi gồm cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sinh theo nghiệp lực lưu chuyển, dù thiện dù ác cũng không ra ngoài 3 cõi này. Chỉ riêng những bậc tu hành theo pháp xuất thế mới có thể dứt trừ nghiệp lực, ra khỏi 3 cõi, tức không còn sinh tử luân hồi. Là đấng cha lành chung của 4 loài. Ở đây phân biệt 4 loài hay tứ sanh, bao gồm các loài sinh ra từ trứng, tức noãn sanh, các loài sinh ra từ bào thai, tức thai sanh, các loài sinh ra từ chỗ ẩm thấp, tức thấp sanh, và các loài sinh ra do sự biến hóa, tức hóa sanh. Tất cả chúng sinh hữu tình đều sinh ra bởi 1 trong 4 cách này. Dù khắp cõi trời, người, thế gian hay xuất thế gian, không ai sánh bằng Phật. Bồ Tát gồm 51 bậc, 10 tính, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng, 10 địa và đẳng giác. Theo âm Hán Việt là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Duyên giác là các vị do nghe biết 12 nhân duyên mà giác ngộ, chỉ tự độ mình, chưa thể cứu độ người khác. Nhưng tự thân các vị đã vượt ngoài 3 cõi. Thanh văn
là các bậc tu chứng nhờ được nghe pháp âm, tức bốn thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chúng sinh tu mười điều lành, tức thập thiện, thì sinh lên các cõi trời, hưởng sự khoái lạc. Trong ba cõi có tổng cộng 28 cảnh trời. Chúng sinh giữ trọn được năm giới thì sinh vào cõi người. Tuy vậy, có kẻ hiền, người ngu chẳng đồng. Trong số đó, người tạo nhiều phước đức đến mức cùng cực là bậc thánh nhân. A-tu-la là những chúng sinh có đủ phước như chư thiên, nhưng không có đức hạnh như chư thiên. Chúng sinh có bốn cách sinh ra là: sinh ra từ trứng, tức noãn sinh; sinh ra từ bào thai, tức thai sinh; sinh ra từ sự ẩm thấp, tức thấp sinh; và sinh ra do sự biến hóa, tức hóa sinh. Những kẻ ngu si tà kiến, nợ nần không trả, khi chết sinh làm súc sinh, bị người giết hại, tuy có miệng nhưng không tranh biện gì được. Những kẻ keo kiệt không bố thí, sau khi chết sinh làm quỷ đói, trải nhiều đời kiếp không được nghe đến tên gọi thức ăn nước uống, nói gì đến việc được ăn uống. Nỗi khổ đó thật khôn cùng. Những kẻ bác bỏ nhân quả, làm đủ các việc ác, sau khi chết sinh vào địa ngục, một ngày một đêm trải qua muôn lần chết đi sống lại mà chịu khổ. Thế giới ta bà. Nói 3.000 đại thiên có nghĩa rằng từ 1, 2 cho đến 1.000 cõi tứ thiên hạ là một tiểu thiên thế giới. Lại từ 1, 2 cho đến 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Lại từ 1, 2 cho đến 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì có 3 lần số ngàn như vậy mới thành một đại thiên thế giới, cho nên gọi là 3.000 đại thiên, nhưng thật ra là chỉ cho một đại thiên thế giới mà thôi. Núi Đại Thiết Di. Đây là tên gọi chung chỉ thế giới mà Đức Phật Thích Ca đã ra đời, cùng với toàn cõi thế giới 3.000 đại thiên này. Nếu tính hết trong toàn cõi thế giới thì có đến 100 triệu cõi tứ đại thiên hạ bao quanh ngọn núi này. Tứ đại thiên hạ bao gồm 4 châu, đều nằm ở khoảng giữa đường đi của mặt trời và mặt trăng. Chính giữa là núi Tu Di, trên đỉnh là cung trời Đao Lợi. Châu Nam Thiệm Bộ có 16 nước lớn, 500 nước trung bình, 100.000 nước nhỏ. Nước Thiên Trúc nằm ngay chính giữa. Thiên Trúc là tên gọi được dùng để chỉ nước Ấn Độ thời xưa. Châu Đông Thắng Thần chính là nước Trung Hoa, nằm về phía đông nam nước Thiên Trúc, nên còn gọi là nước Đông Chấn Đán, cũng gọi là nước Đông Chi Na, là một quốc gia có văn hiến. Năm phước báo của người ấn tống kinh điển: một là được trường thọ, hai là được giàu có, ba là được thân thể đoan chính, bốn là được sanh vào nhà tôn quý, năm là được thông minh. Phước báo của người tụng kinh: do không sát sinh, không trộm cắp, giữ hòa khí, tin Phật và giác ngộ, nên không rơi vào 8 hoàn cảnh khó tu tập Phật Pháp, bao gồm 4 hoàn cảnh trong cõi người. 1. Sinh ra trước hay sau lúc Phật xuất thế. 2. Sinh vào châu Bắc Câu Lô. 3. Sinh làm người đuôi mù, câm điếc. 4. Sinh làm người thế trí biện thông. 3. Hoàn cảnh trong 3 đường ác: 5. Địa ngục, 6. Ngạ quỷ, 7. Súc sinh. 1. Hoàn cảnh trong cõi trời: 8. Sinh vào cõi trời vô tưởng. Trưng dẫn sự tích. Rồng cầu trai pháp. Ngày xưa có một vị quan giữ vườn Thường Uyển,
Một hôm hái được thứ quả quý hiếm bên bờ hồ, liền dâng lên vua. Vua rất thích, nhân đó hạ lệnh cho ông mỗi ngày đều phải dâng thứ quả đó, nếu không có sẽ xử tội chết. Viên quan này kinh hoảng, oan ức kêu trời. Lúc đó trong hồ có vị Long Vương hiện thành hình người, bưng mâm vàng đựng quả, an ủi vị quan rằng: ông đừng lo sợ nữa, hãy mang mâm quả này dâng vua, chỉ cầu xin một điều thôi. Thuở xưa sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, Đức Phật Ca Diếp là vị Phật ra đời trước Đức Phật Thích Ca, vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 20.000 năm. Chú giải của soạn giả: tôi với vua này cùng thọ giới bát quan trai, vua giữ trai giới đúng pháp, sau giờ ngọ không ăn nên đời này được làm vua. Tôi bị người khác xúi dục, sau giờ ngọ vẫn cứ ăn, vì thế mới đọa vào loài rồng. Nay tôi mong muốn có được pháp bát quan trai giới ý, để rộng khuyên mọi người cùng thọ trì. Nếu vua nhanh chóng mang giáo pháp ý đến đây, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ đất nước này, bằng không tôi sẽ nhấn chìm cả nước. Nhưng thuở ấy không có pháp Phật, biết tìm đâu ra giáo pháp bát quan trai giới. Vừa hết sức lo buồn sầu khổ, bấy giờ có người cha của một vị đại thần nói với vị ấy rằng: trong cây cột nhà ta thường phát ra ánh hào quang sáng rực, nên chẻ cây cột ấy ra thử xem. Vị đại thần nghe lời cha, lúc chẻ ra liền thấy có hai quyển kinh, một quyển kinh 12 nhân duyên và một quyển kinh bát quan trai pháp, liền mang dâng lên vua. Vua hết sức vui mừng, đưa quyển bát quan trai pháp cho Long Vương. Long Vương sau đó cùng với 500 đứa con cùng nhau tu tập pháp bát quan trai giới. Sau khi mạng chung, tất cả đều được sanh lên cõi trời đao lợi. Pháp bát quan trai giới: thứ nhất, không giết hại. Bất kỳ loài nào có mạng sống đều không được giết hại. Thứ hai, không trộm cắp. Bất kỳ vật gì không phải sở hữu của mình, nếu người khác không tặng cho thì không được giữ lấy. Thứ ba, không dâm dục. Năm giới của người tu tại gia chỉ cấm việc tà dâm, nhưng trong ngày thọ bát quan trai thì dứt hẳn sự dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Lời nói và tâm ý đều phải như nhau, hoàn toàn không có sự gian dối. Thứ năm, không uống rượu. Rượu làm rối loạn tâm tánh, uống vào sinh ra mọi tội lỗi. Thứ sáu, không dùng hương hoa trang điểm, không ướp hương thơm vào thân thể. Vì dứt trừ sự tham đắm chấp trước nên không tô điểm làm đẹp thân thể. Thứ bảy, không đờn ca hát sướng nhảy múa, không đi nghe xem người khác đờn ca hát sướng nhảy múa. Tự mình đờn ca hát sướng hay xem nghe người khác đờn ca hát sướng đều làm rối loạn tâm tu tập. Nói đờn ca là chỉ chung việc sử dụng tất cả các loại nhạc khí như đàn, tiêu, sáo, quyển, vân vân. Thứ tám, không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng, vì đề phòng việc khởi tâm tham trước, phóng túng. Thứ chín, không ăn sai giờ. Người thọ bát quan trai giới chỉ ăn một lần trong ngày vào trước giờ ngọ, gọi là ăn đúng giờ. Nếu sau giờ ngọ mà ăn thì gọi là ăn sai giờ, tức phi thời thực, tức là phạm giới. Người ăn sai giờ, tâm trí dễ bị tối tâm mê muội. Tám điều trước gọi là giới, điều thứ chín gọi là trai. Chữ quan có nghĩa là đóng lại, chữ trai là nghiêm túc tề chỉnh. Dùng tám giới trước để đóng lại tất cả các cửa ác. Dùng một pháp trai cuối cùng để giúp cho tinh thần sáng suốt tỉnh táo, giữ được chính niệm.
Không ăn sai giờ nghĩa là quá giữa ngày, tức sau giờ ngọ, sau 12 giờ trưa thì không ăn. Đây là Đức Phật giúp cho người tại gia được thọ giới như người xuất gia, dùng đó làm phương tiện để gieo trồng căn lành xuất thế. Vì người tại gia còn sống đời vợ chồng, không dễ dứt bỏ sự dâm dục, lại mỗi người đều vướng mắc công ăn việc làm, không dễ giữ theo giới không ăn sai giờ, nên chỉ thiết lập kỳ hạn trong một ngày một đêm, tức là thọ giới từ buổi sáng sớm cho đến sáng sớm ngày hôm sau là hoàn mãn. Nếu muốn thọ trì nhiều lần, vẫn phải thọ theo từng ngày một. Hết thảy các giới khác đều thọ trì suốt đời, chỉ riêng bát quan trai giới có kỳ hạn chỉ trong một ngày một đêm. Nếu có thể phát tâm Bồ Đề giữ giới này được thanh tịnh thì được giáng sinh Tây Phương Cực Lạc, huống chi là việc sanh lên các quái trời. Bằng như không thật giữ được theo đúng pháp thì việc thọ giới ắt chỉ là hình thức hư huyễn mà thôi. Lúc thọ giới nên thỉnh một vị tỳ kheo đến trước bàn thờ Phật để thuyết giới. Nếu không có tỳ kheo thì tự mình đến trước bàn thờ Phật tác bạch để thọ giới. Nếu không có tượng Phật thì đối trước kinh Phật để thọ giới cũng được. Nhưng nếu có tỳ kheo mà không cầu vị ấy truyền giới, lại tự mình tác bạch thọ giới thì phạm lỗi khinh pháp khinh tăng, lợi ích của việc trì giới sẽ do tâm khinh mạng đó mà giảm bớt. Bất kể là người chưa thọ giới, hoặc đã thọ năm giới, hay đã thọ giới Bồ Tát, đều có thể thọ trì bát quan trai giới. Vì giới này thuộc về giới gia hành. Gia hành, dịch từ Phạn ngữ Prayoga, trước đây được dịch là phương tiện. Gia hành hàm nghĩa là gia công dụng hành. Ở đây, giới gia hành có thể được hiểu là giới để hỗ trợ, củng cố thêm cho sự tu tập. Vì thế, có thể thọ trì riêng giới này hoặc cùng với các giới khác đều được. Chép kinh thoát khổ, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Sách này có 100 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 53, kinh số 2122. Câu chuyện này được chép ở quyển thứ 57, bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 721, tờ C. Nội dung ở đây được lược kể lại, không trích nguyên văn. Niên hiệu Long Sóc, năm thứ 3, đời Đường Cao Tông, tức là năm 663. Mẹ vợ của ông Lưu Công Tín ở Trường An qua đời. Không lâu sau, vợ ông là Trần Thị cũng đột nhiên chết đi. Trần Thị khi ấy nhìn thấy mẹ bà bị giam trong ngục đá, chịu nhiều cực hình, buồn bã nói với con gái: "Hãy mau mau vì mẹ mà chép một bộ kinh Pháp Hoa, giúp mẹ có thể thoát tội." Vừa nói dứt lời, ngục đá lập tức đóng chặt. Trần Thị liền sống lại. Bà đem việc ấy thuật lại với chồng. Lưu Công Tín liền nhờ người em rể là Triệu Sư Tử chép kinh. Họ Triệu bèn lấy một bộ kinh Pháp Hoa đã chép sẵn trước đó, đưa cho họ Lưu trang trí lại rồi dâng cúng. Kỳ thật, bộ kinh đó là do một người họ Phạm trước đây bỏ tiền thuê chép, nhưng Lưu Công Tín không hề hay biết. Không lâu sau, Trần Thị lại mộng thấy mẹ về dục chép kinh. Trần Thị nói đã chép xong, bà mẹ khóc nói rằng vì bộ kinh đó mà chịu thêm khổ sở. Đó là phúc đức của nhà họ Phạm tạo ra, sau lại cướp công người ta. Tỉnh dậy bèn tra hỏi, quả nhiên nhà họ Phạm đã bỏ 200 lạng bạc thuê chép kinh. Do đó, liền chép riêng một bộ kinh Pháp Hoa khác để cúng dường. Lời bàn. Đất Dương Châu có người tên Nghiêm Cung, vào năm đầu niên hiệu Thái Kiến đời Trần, tức là năm 569, chép kinh Pháp Hoa để lưu truyền. Lúc bấy giờ, có vị thần miếu ở Hồ Cung Đình báo mộng cho một người khách buôn, bảo lấy hết tài vật trong miếu mang đến chỗ ông Nghiêm
để ông ấy dùng vào việc chép kinh. Lại có một hôm, ông Nghiêm vào chợ mua giấy nhưng thiếu mất 3.000 đồng. Chợt thấy trong chợ có một người mang 3.000 đồng đến, nói là giúp ông mua giấy. Nói xong liền biến mất. Đến cuối đời Tùy, giặc cướp kéo nhau đến tận Giang Đô, đều bảo nhau không được xâm phạm vào làng của ông Nghiêm chép kinh Pháp Hoa. Nhờ đó mà người làng phần lớn đều được sống sót. Đến cuối đời Đường, nhà họ Nghiêm vẫn còn tiếp tục việc chép kinh Pháp Hoa. Cho nên biết rằng, trong khi kinh sách được in ấn lưu truyền, thì các vị thần linh đều rõ biết.